lâu đã trở thành cái Tết quan trọng trong năm của người Việt. Vào dịp này, mọi người thường tổ chức bày cổ, trông trăng. Dưới ánh trăng thu sáng tỏ, bên tách trà ấm nóng, gia đình lại quây quần, thưởng thức vị bánh nướng, bánh dẻo đậm đà. Các cụ già lại hàn huyên về những câu chuyện xa xưa. Các em nhỏ lại được thỏa sức vui đùa bên chiếc đèn ông sao năm cánh. Cứ mỗi năm mà tới dịp Tết Trung Thu là cả gia đình tôi vui lắm. Mọi người ngồi lại với nhau rồi nói chuyện, rồi ăn bánh Trung Thu, rồi uống trà, rồi bày những cái mâm cỗ nhỏ nhỏ cho mấy đứa bé nhà chơi, vui lắm. Rồi người lớn thì dùng mấy cái máy ảnh chụp lại những cái bức hình để mà kỷ niệm, rồi để năm sau có thể xem lại. Quý khán giả thân mến, Tết Nguyên Đán thì có bánh chưng, bánh dày, Tết Hàn Thực thì có bánh trôi, còn Tết Đoan Ngọ thì có bánh tro, bánh ú. Và Tết Trung Thu tất nhiên không thể nào thiếu được bánh Trung Thu. Bởi vì thiếu đi hương vị đặc trưng của thứ bánh trông trăng này thì ngày Trung Thu sẽ không còn vẹn nguyên ý nghĩa. Ngoài ra, bánh Trung Thu còn là một món quà để biếu tặng bạn bè và người thân, như một thứ cố hữu mà nhiều người không thể bỏ quên được. Để làm nên được những chiếc bánh Trung Thu truyền thống, vừa đậm đà hương vị, vừa tinh tế hình dáng, người thợ làm bánh phải chăm chút từng chi tiết, từ nguyên liệu đến cách thức chế biến. Thưa quý vị, vì là món quà điển hình không thể thiếu vào mỗi dịp rằm tháng 8, vì vậy hầu như ai cũng lựa chọn những chiếc bánh ngon nhất, thơm thảo nhất tại những tiệm bánh Trung Thu cổ truyền để dành tặng bạn bè và người thân của mình. Hiện tại thì Thanh Phương đang có mặt tại đường Nguyễn Thiệp, nơi có một tiệm bánh Trung Thu có truyền thống từ lâu đời được rất nhiều người tìm đến vào mỗi dịp trông trăng. Hơn 300 năm hình thành phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những con đường rất đặc biệt mà mỗi khi nhắc đến dễ khiến cho chúng ta không thể nào quên được. Có thể điều đặc biệt ấy nằm ở các công trình cổ kính, có khi lại nằm ở những hàng cây rợp bóng mát, hoặc có khi chỉ là nơi khúc đường ấy có một quán ăn, món ăn lâu đời nào đó. Những ai thường xuyên qua con đường Nguyễn Thiệp quận 1 chắc hẳn không lạ gì hiệu bánh Proda tồn tại từ rất lâu. Ra đời từ năm 1948, Proda kế thừa nhiều kỹ thuật và công nghệ sản xuất bánh ngọt tiên tiến của Pháp. Dạ, em chào chị. Chị muốn bánh Trung Thu hả chị? Em muốn lựa một cái hộp bánh Trung Thu để tặng người thân. Năm nay thì bên mình có những cái loại bánh nào mới vậy bạn? Dạ, ngoài những cái loại bánh truyền thống như mọi năm thì năm nay Roda của em có ra thêm hai loại bánh mới là bánh tiramisu trà xanh với lại sen cranberry. Để em lấy cho chị xem thử cái loại mới giới thiệu. Dạ thưa chị, đây là bánh tiramisu trà xanh. Cái dòng tiramisu trà xanh bên em thì đặc biệt là nó không có trứng, nhưng mà thay vào đó là sẽ có nhân phô mai ở trong. Với sự sắc xanh tự nhiên của trà đó, thì với vị ngọt thanh của phô mai và ít béo, thì cái bánh trà xanh này tạo nên một cái vị rất là đặc trưng của phương Tây, nhưng mà nó không có làm mất đi cái vị truyền thống của nó. Còn riêng cái sen cranberry còn gọi là Nam Việt Quốc đó chị, ở trong này là nó có hai trứng, được hạt sen được sấy nhuyễn và có cái trái cranberry còn gọi là Nam Việt Quốc được cắt nhỏ và sấy khô ra. Khi mình ăn thì mình thấy cái vị bùi của hạt sen và cái vị thơm nồng nàn của trái cranberry hòa trộn với nhau á, mình ăn tạo được cái vị rất là đặc trưng và rất là lạ. Hai cái loại bánh này hiện nay em bán cũng rất được. Vậy thì Phương sẽ lấy hai cái loại bánh này là bánh ngọt đúng không bạn? Phương sẽ lấy thêm hai cái bánh mặn nữa. Không chỉ là món quà ý nghĩa mà mỗi hộp bánh Trung Thu còn là sự kết hợp hài hòa, tinh tế của màu sắc, hương vị của những chiếc bánh Trung Thu thơm nồng bên trong cùng độ hoang mỹ và hình thức bên ngoài. Những chiếc bánh nướng vàng ươm được bao bọc bởi chiếc hộp hồng ẩn hiện những cánh hoa sen cao nhã, sẽ như một lời chúc tốt lành, lời chúc đoàn viên mà người tặng gửi đến người thân, bạn bè. Nắm hộp năm nay của bên em được thiết kế theo dạng khung hình đó chị. Dạ, mình có thể lồng hình của gia đình mình vào. Chắc chắn là có những hình ảnh như thế này thì các bé sẽ rất là thích đây. Ngoài những cái sản phẩm bánh truyền thống như mọi năm thì năm nay bên Roda có ra nhiều cái dòng bánh cho dành cho thiếu nhi. Nghe hấp dẫn quá phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta hãy cùng qua xem thử nhé. Trung Thu cũng là Tết của trẻ nhỏ, nên không chỉ có chiếc bánh Trung Thu truyền thống mà còn có những hình thù độc đáo. Chắc chắn sẽ là món quà thú vị mà chúng ta dành cho các bé trong mùa Trung Thu năm nay.
có Phương tới chơi nè. Dạ, chào anh Song, chào cả nhà. Dạ, may quá hôm nay đến cả nhà đều đông đủ. À, rồi sắp đến Tết Trung Thu rồi nên Thanh Phương có mua bánh biếu cho cả nhà ăn lấy Thảo. Cảm ơn Thanh Phương nhiều. Năm nào Thanh Phương cũng đem bánh Trung Thu tới cho cả nhà hết thì là có lòng quá. Bởi vì Tết Trung Thu là Tết đoàn viên mà bên cạnh đó còn là Tết dành cho thiếu nhi nữa. Phải đến thăm Song Nhi chứ. Song Nhi có mấy tuổi rồi nè? Dạ, con 3 tuổi. Ồ, 3 tuổi mà giơ 4 ngón tay vậy đó hả? Thanh Phương hôm nay có bánh Trung Thu đặc biệt dành cho con luôn. À, dễ thương lắm. Em dễ thương chú Ngày Kitty nè. À, còn với gia đình thì ngoài hai bánh truyền thống, năm nay Thanh Phương có mua thêm hai loại bánh mới. À, nghe giới thiệu là hai loại bánh này cũng rất là ngon và hấp dẫn. Khi nào gia đình thưởng thức để thử xem là gia đình có thích không nha. Quý vị khán giả thân mến, những chiếc bánh Trung Thu vàng ươm thơm nồng có thật không thể thiếu được trong mâm cỗ, trong trăng. Và đó cũng chính là lời cảm ơn, lời tri ân mà chúng ta muốn dành đến gia đình, bạn bè và người thân. Sẽ càng có ý nghĩa hơn nữa khi những giây phút quây quần bên gia đình được lưu lại trong những tấm ảnh và được lồng ngay trên khung ảnh của hộp bánh. Có thật rất thú vị đúng không ạ?